Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên về xử lý giải tỏa vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, thời gian qua, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu đã xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban dân tỉnh. Qua rà soát, trên địa bàn xã có tổng số 67 trường hợp vi phạm xây dựng lèo lán trên đất nông nghiệp thuộc diện phải giải tỏa với tổng diện tích gần 600 m2. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ cuối tháng 9 đến nay, xã Thuần Hưng đã xử lý dứt điểm được 67 trên 67 trường hợp. Trong đó có nhiều hộ dân tự tháo dỡ công trình như gia đình ông Vũ Khắc Bắc, ông Nguyễn Phú Thiện, gia đình bà Hoàng Thị Mai Hoa. Tuy đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao, xã Tuần Hưng vẫn tiếp tục rà soát và xử lý 10 trường hợp vi phạm xây dựng lều lán trên đất nông nghiệp. Đồng thời, địa phương tập trung tuyên truyền nhận thức cho các tổ chức cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền nghĩa vụ sử dụng đất đai, công trình giao thông thủy lợi, không để xảy ra phát sinh mới tái vi phạm.